Kính thưa quý vị, Thiên Chúa ở cùng dạy chồng say xưa, người vợ bất trung, đứa con trai đứng đầy, đứa con gái ngang đường, người cha bệnh tật, người mẹ bị mắc phải căn bệnh quái ác, người anh em đang trong tình trạng không nơi nương tựa. Emmanuel có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng bạn và cùng tôi. Trong từng biến cố vui buồn của cuộc đời, lúc bị thất nghiệp, lúc bị oan cáo họa, lúc bị hiểu lầm và khinh miệt, lúc vinh cũng như lúc nhục, lúc bị bầm dập te tua vì những khó khăn của cuộc đời, Emmanuel có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta khi chúng ta xa ngã, yếu đuối, khi tâm hồn cảm thấy khô khan nguội lạnh, khi niềm tin bị chao đảo và lung lay. Vì vậy, cùng là con Thiên Chúa, xin hãy cho nhau những nụ cười cảm thông, những hành động bác ái, yêu thương, chia sẻ với những người kém may mắn, hãy nghèo đói hơn chúng ta. Xin hãy nói tốt, nghĩ tốt và làm tốt cho những người xung quanh, dù trong tim chúng ta có thể đầy những mặt đắng. Hãy nói lên lời xin lỗi khi chúng ta lầm lỡ, vô tình xúc phạm đến người khác. Tha thứ cho những người xung quanh vì những lỗi lầm trong quá khứ của họ. Kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình sẽ là hoạt cảnh mang tên Emmanuel, do sự giàn dựng của chú Đỗ Ngọc Hưng, được nhóm thanh niên nam nữ trình bày. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Yeah.
kính thưa quý cộng đoàn, tác phẩm kế tiếp đây kể về câu chuyện của một chàng trai dắt người yêu của mình vào giáo đường cầu nguyện trong đêm Noel. Anh ta cầu xin Thiên Chúa chứng giám cho tình yêu của hai người và thề rằng giờ này năm kế tiếp họ sẽ thành hôn. Tuy nhiên, đến mùa Giáng sinh tiếp theo, chàng trai quay lại nhà thờ chờ đợi cô gái, nhưng cô đã không đến. Chàng trai đành ngậm ngùi quay về nhà, rơi nước mắt và tự hỏi yêu nhau sau này xa nhau. Để có thể hiểu hơn về thời khắc đó, xin quý cộng đoàn cùng lắng nghe ca khúc Hai Mùa Noel do chị Thanh Nguyễn và anh Quân Nguyễn trình bày. Xin mời.
Chúa ngôi ai đã xuống trời.
vượt cả cánh kia. Đôi khi gặp chỗ yêu có ở bên con, sao chỉ tin con của mình nhau. Đời lính con gian khổ đã.
Còn kéo dài bất tận như bản trường ca bất hủ.
vì hiện nay trên khắp toàn bộ nhân loại, chúng ta bất phân giai cấp, giàu nghèo hay gian hèn, chúng ta đang được kết nối với một niềm tin sống lại, một hồng phúc cứu độ, được hát mừng con Thiên Chúa làm người. Ngài vẫn là một và duy nhất, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Ngài là Thiên Chúa tình yêu, Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Hãy chiêm ngắm nắng cỏ đêm nay, và rồi hãy dành cho Ngài một chỗ đứng xứng đáng trong gia đình của chúng ta. Mỗi gia đình hãy là một hang đá tình yêu cho Thiên Chúa ngự. Xin kính chúc quý cộng đoàn một mùa Giáng sinh an lành, thánh đức và một năm mới bình an. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.